sai lầm phổ biến nhất mọi người hay nghĩ đấy là tập cardio thì sẽ giúp giảm cân. Đúng là có những người mà người ta ăn chế độ ăn thô thì lại rất là hợp. Chị thì chị không khuyên là mọi người ăn theo cái chế độ đấy, thật sự là như vậy. Vì đối với chị thì cái mục đích của việc mình đi tập và ăn là để cho mình khỏe, chứ không phải là để mình bị thiếu năng lượng. Khách tới nhà không trà thì rượu, nhà em chỉ có nước lọc thôi. Em mời chị. Thank you ạ. Trong tất cả các loại nước thì Hana thích nhất là nước lọc. Vì nước lọc là nó thực sự là nó không có tí calo nào và nó mới thực sự là nước ấy. Còn những cái loại khác như kiểu trà, cà phê thì nó đem calo vào người chứ không thực sự là 100% là nước. Thực ra em cũng vậy, em cảm thấy nước lọc là nó tinh khiết nhất, và khi mình khát là chỉ có nước lọc mới cứu cánh mình thôi, đúng không chị? Đây là rõ ràng là quan điểm của một huấn luyện viên thể hình rất là healthy. Chị có biết là chị là một khách mời rất đặc biệt với căn nhà của em không? Chị biết lý do tại sao không? Không. Bởi vì chị là khách mời cuối cùng. Mà lý do tại sao mà cuối cùng nó cũng rất là hợp lý. Bởi vì ở tại nơi đây em và mọi người đã nghe rất nhiều câu chuyện của mọi người về cái quá trình thay đổi cơ thể, thay đổi hình dáng để cho cuộc sống của mình nó tốt hơn. Nhưng mà tất cả đều là những cái trải nghiệm của bản thân. Chưa bao giờ là một cái kiến thức cụ thể từ một huấn luyện viên, một người mà có thể tự tin nói tôi là một huấn luyện viên thể hình. Chứ như vậy ngày hôm nay em rất là muốn nghe những cái chia sẻ của chị Hana Giang Anh để mà mình chắc lọc hơn về những cái kiến thức của mình. Dạ. Thì theo em thì em đã theo dõi chị rất là lâu ở trên cái kênh YouTube của chị với những cái bài tập thể hình rồi. Thì em không biết là chị đã bắt đầu con đường tập thể hình này từ hồi lúc nào và lý do gì mình lại lựa chọn cái con đường này. Cái con đường này của chị là nghề chọn người á. Ngày xưa là chị học kinh tế quốc dân. Với cả chị cũng học mỹ thuật nữa. Tóm lại là không có liên quan gì đến thể thao hết. Sau đó thì tự nhiên có một bên như kiểu fitness ấy, người ta tuyển chọn cái vòng gọi là tuyển huấn luyện viên, mà hồi đấy là fitness còn mới tinh ở Việt Nam, là không ai biết fitness là cái gì luôn. Năm bao nhiêu chị? Chắc là năm 2010 á. Lâu lắm rồi. Đó, thế là chị mới apply vào. Xong rồi chị đi tuyển, thi tuyển thì lại được chọn luôn. Chị được chọn xong rồi người ta đào tạo chị miễn phí luôn á. Tức là đúng kiểu có duyên ấy. Thì sau đó là chị bỏ học, chị làm cái này luôn. Vậy thì những kiến thức mà những bài tập chị đưa ra là một cái nơi rất là đáng tin, rất là đáng tin cậy và chuyên uy tín luôn á. Có nhiều người á, họ nghĩ là họ muốn đẹp. Họ muốn mặc bộ đồ đó trông phải thật là đẹp. Thì họ nghĩ là chỉ cần giảm cân là họ sẽ đẹp. Thì chị có suy nghĩ gì về cái quan điểm này không? Cái này thì cũng đúng. Có rất là nhiều người khi mà tìm đến các bài tập của chị thì mọi người đều thích muốn là giảm cân. Nhưng mà thực tế là họ không cần phải giảm cân, mà họ chỉ cần giữ cân. Và cái họ cần là mình phải giảm mỡ. Giảm mỡ có nghĩa là mình giảm tổng cái lượng mỡ toàn thân trên cơ thể và mình tăng cơ lên. Thì ví dụ cơ thể của mình có cơ, có mỡ này, có nước, có nội tạng, có xương này. Đấy, ví dụ năm thứ chẳng hạn, đúng không? Thì bây giờ nếu mình giảm mỡ đi nhưng mà mình tăng cơ lên, những cái còn lại thì không thể thay đổi được rồi, thì cân nặng của mình sẽ giữ nguyên hoặc là tăng lên. Nhưng mà shape người của mình và số đo của mình thì nó sẽ thay đổi rất nhiều. Số đo của mình có thể là eo, có những bạn mà eo giảm 5cm hoặc là 10cm nhưng mà cân nặng các bạn lại tăng lên nữa. Vậy thì với góc độ một huấn luyện viên lâu năm thì chị thấy có những cái sai lầm nào mà phổ biến mọi người thường hay mắc phải trong cái quá trình tập luyện hoặc là quá trình giảm cân? Chắc sai lầm phổ biến nhất mọi người hay nghĩ đấy là tập cardio thì sẽ giúp giảm cân. Em cũng nghĩ như vậy. Không, thực ra đến giờ phút này em cũng nghĩ như vậy á. Tập cardio là phương pháp giảm cân nhanh nhất hoặc là đốt rất nhiều calo. Em cũng đang nghĩ như vậy. Chúng mình sẽ chia làm hai phương pháp tập luyện nha, phương pháp tập luyện cardio và phương pháp tập luyện kháng lực đi. Đó, thì cardio là tập cho hệ tim mạch. Và kháng lực là mình sử dụng cơ để mình kháng lại một cái lực gì đấy, thì nó gọi là kháng lực. Nó có phải gọi là tập tạ vô trong từng nhóm cơ không chị, kiểu như vậy? Khi mà mình tập gym, mình tập gym, mình tập tạ ở phòng gym á, mà nếu em tập nhanh và liên tiếp thì nó lại là có cardio trong đấy nha. Đó, nên mọi người lại cứ hay hiểu nhầm là tập cardio là kiểu chỉ có aerobic thôi, hoặc là phải nhảy thì mới là cardio. Cardio nó có, cứ khi nào mà tim mình đập nhanh thì nó đã là cardio rồi. Mình có thể là đi bộ này, hoặc là mình bơi, hoặc là mình chạy, hoặc là mình tập gym cũng có thể tính là cardio. Cardio là bất cứ bài tập nào khiến cho hệ hô hấp và hệ tim mạch của mình nó được tập luyện,
nó phải hoạt động nhiều hơn so với bình thường. Yeah. Cardiovascular đó, và kể cả những cái bài mà mình, những bài như em squat hoặc là em deadlift mà nó khiến cho tim của em đập nhanh hơn so với mức tim nghỉ bình thường, nó cũng là cardio. Yeah. Đó, nên không phải chỉ có tập toàn thân hay là chạy bộ hoặc là đi bộ thì mới là cardio. Dạ. Yeah. Vậy thì bây giờ mình quay lại với một cái quan điểm hồi nãy chị nói á, mọi người nói là cardio nó sẽ mau giảm cân hơn. Là so với lại tập tập tạ, mình nói chung vậy cho mọi người dễ hiểu đi, tập focus vô một nhóm cơ nào đó thì cái đúng không? Đầu tiên giảm cân, mình cái từ giảm cân nó rất là trừu tượng. Yeah. Bây giờ mình nói theo kiểu là bài tập cardio nó sẽ đốt nhiều calo hơn. Yeah. Thì có đúng hay không đi, thì cái bài tập cardio nó sẽ dựa trên cái nhịp tim của mình. Yeah. Nhịp tim của mình nó sẽ chia ra làm 5 giai đoạn chẳng hạn, gọi là mức tim 1, zone 1 này, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Sau đó thì nó sẽ đến gọi là cái heart rate max, là cái nhịp tim tối đa. Thì em sẽ tính nhịp tim tối đa của em bằng 220 trừ đi số tuổi của em. Ví dụ là em 29 rồi. Dạ. Lấy 220 trừ 29. 191 thì có nghĩa ra là cái nhịp tim, cái ngưỡng tối cao nhất của em. Rồi sao nữa chị? Thì cái nhịp zone 1, zone 2, zone 3 nó sẽ tính là khoảng bao nhiêu phần trăm đó của cái heart rate max đó của em. Có nghĩa là khi mà nhịp tim của em càng cao ấy, em càng lên ở cái mức cao như kiểu zone 4, zone 5 chẳng hạn, thì cơ thể của em nó sẽ lấy năng lượng từ đường trong máu để nó đốt. Nhưng mà em sẽ không thể duy trì ở cái mức đấy quá lâu được. Yeah. Chính vì thế nó giống như là những cái bài tập HIIT ấy, em tưởng tượng không? Bài tập HIIT ấy, em chỉ có thể tập được khoảng tầm 15 đến 30 phút, em không thể tập HIIT 60 phút. Nói cho các bạn mà chưa hề biết về gym, dễ hiểu HIIT là một cái dạng mà tập cardio mà ở cường độ cao hơn, nó cao hơn là chạy bộ hoặc là đạp xe đạp thông thường kiểu như vậy. Cường độ cao ngắt quãng nhưng mà cường độ phải rất cao làm cho nhịp tim của mình nó gần đến heart rate max rồi. Đó thì khi đó nó lấy đường của mình để đốt này. Rồi sau đó, nhưng mà thời gian em nhớ là thời gian nó lại ngắn nha. Đó, còn nếu bây giờ em tập nhịp tim của em ở mức 2 đến 3, có nghĩa là em tưởng tượng những bài tập em chạy chậm trên máy hoặc là đi bộ nhanh, đôi khi nó cũng là tập tạ mà nhanh nữa. Đó, thì nó lại lấy cái mỡ để làm năng lượng. Thì cái thời gian chúng ta tập nó sẽ được dài hơn. Ví dụ là mình sẽ tập được khoảng tầm 60 phút đến 90 phút cho một bài tập đó. Tức là cái tổng thời gian mình tập mình sẽ đốt được nhiều calo hơn. Thường là khi mình tập những bài tập nó phải lên đến khoảng 60 phút gì đấy thì em sẽ thấy em đốt được nhiều calo hơn. Có nghĩa là khi mình tập cardio ấy, cardio có nhiều kiểu như chị vừa mới nói đúng không? Nó có rất nhiều kiểu. Em có thể tập HIIT này, hoặc em tập LISS, có nghĩa là tập cho cái tim của em nó chỉ ở cái mức như này thôi. Nhưng em tập hẳn 60 phút thì lúc đấy em lại đốt được nhiều calo hơn. Còn khi mà em tập kháng lực ấy thì tim của em nó lại chỉ ở mức 1-2 thôi. Như kiểu tim của em nó chỉ ở khoảng 90 đến 100 hoặc là 110 BPM thôi. Thì em sẽ không đốt nhiều calo. Thì đấy là cái lý do mà tại sao người ta hay nói là tập cardio thì giúp giảm cân nhiều hơn. Nó dựa vào cái cơ sở đấy, tức là nó đốt được nhiều calo hơn. Nhưng mà nó cũng không chính xác 100%. Tại vì như chị đã nói là tập gym có nhiều kiểu tập gym, tập cardio có nhiều kiểu tập cardio. Nếu mình tập cardio mà tim của mình thấp, còn mình tập gym mà tim của mình ở mức cao, mình tập cường độ cao thì rõ ràng là bài tập đấy nó cũng đốt không kém gì cardio cả. Có nghĩa là quan trọng không phải là bạn tập gym hay là bạn tập cardio, mà quan trọng là bạn phải tập làm sao để bạn đo được cái nhịp tim của bạn nó phải nằm ở mức 4, mức 5. Từ 2 đến 3 hoặc 4, mức 5. Thì để cho cái cơ thể mình nó làm việc liên tục, nó ra mồ hôi rất nhiều và nó lấy calo ở trong. Nó sẽ đốt nhiều calo. Đốt nhiều calo hơn. Nhưng mà hồi nãy có một cái chị nói như thế này nè, tập cardio thì nó sẽ lấy đường ở trong máu của mình để mà làm năng lượng. Nhưng mà tập gym, tập tạ hả, thì nó sẽ lấy mỡ để làm năng lượng hả? Không phải. Đây là dựa trên các cái level về nhịp tim chứ không phân chia ra là tập gym hay tập cardio nha. Khi mà mình tập ở mức cao nhất, tức là zone 4 đến zone 5 ấy, em nghĩ là mình đang giảm mỡ, mình đang đốt mỡ đấy, nhưng thật ra là nó đang lấy đường. Nó đang lấy sử dụng đường làm năng lượng. Còn khi mà mình chạy bền ấy, chạy xa, chạy dài mà tim của mình ở mức vừa phải thôi thì sẽ sử dụng mỡ, chất béo trong cơ thể chứ không phải mỡ để làm năng lượng. Nhưng mà nó không phải là 100% là đường hay 100% là mỡ, chất béo đâu, mà ví dụ là sẽ có 80% là đường, 20% là chất béo, tùy vào từng cái level khác nhau. Nếu như mà mình hiểu được cái cơ chế một tí xíu thì mình có thể vừa chạy vừa canh cái nhịp tim của mình. Mình đừng chạy từ mức 1 mà cái vèo lên mức 5. Mình sẽ tăng từ từ rồi mình nghỉ, rồi tăng từ từ là mình nghỉ để cho mình làm quen với cái nhịp độ đó hơn một tí xíu.
Dạ. Thì ở trên mạng xã hội chị biết rồi, nó có rất là nhiều thông tin tràn lan. Dạ. Nhưng mà những người mà họ thường xuyên tiếp nhận thông tin về trên mạng xã hội về cái lĩnh vực giảm cân đó, thì họ làm một bài test thì lại chỉ có 1/4, 23% những người họ vượt qua cái bài test đó thôi. Có nghĩa là họ hiểu không đúng về về cái vấn đề giảm cân, cái vấn đề fitness và dinh dưỡng, đặc biệt là dinh dưỡng. Thì chỉ có một cái tip, một cái chia sẻ nào đó để mọi người có những cái nguồn, hoặc là mọi người làm sao để tìm được những cái thông tin về dinh dưỡng nó chính xác hơn so với cái việc mà những thông tin nó quá tràn lan trên mạng xã hội và những cái influencer càng ngày càng nhiều như vậy. Thì cái tip đầu tiên của chị đấy là search mọi thứ thì luôn search bằng tiếng Anh. Mặc dù nhiều khi nó sẽ có nhiều từ chuyên môn mà mình khó hiểu, nhưng mà mình phải chịu khó mình đọc một chút. Thứ hai là khi mà mình đọc một cái gì đấy ấy, thì đừng bao giờ mà mình tin ngay. Chị nhá, là chị sẽ search về cái đấy này, xong chị lượt một lượt hết từ trên xuống dưới xem là người ta sẽ có những cái quan điểm như thế nào về cái này. Nó sẽ có ví dụ như là em nói về việc ăn low carb thì có tốt hay không chẳng hạn, thì sẽ có rất nhiều bài báo nước ngoài nó bảo là tốt, có rất nhiều bài báo lại phản bác lại cái điều đấy, và nhiều lắm, tức là nó sẽ luôn có rất là nhiều ý kiến. Thì thứ nhất là khi mình đọc thì mình đừng có tin ngay, hai là mình đọc thì mình phải đọc hết, và ba là phải xem là cái này nó được lấy dẫn chứng từ nghiên cứu gì. Nghiên cứu đấy có được tổ chức thành nghiên cứu lâm sàng hay không, có đối chứng hay không đầy đủ. Và một trong những cái vấn đề giảm cân em cảm thấy là ngoài cái việc tập luyện ra thôi á, thì cái vấn đề dinh dưỡng nó chiếm đến 60-70% cái việc mình giảm cân. Chị thấy rất nhiều người nói cái vấn đề này, chị thấy nó đúng không? Chị thấy dinh dưỡng là phải chiếm 100%, 100% và luôn. Tập luyện cũng chiếm 100%, có nghĩa là nó quan trọng ngang nhau. Vậy thì dưới góc độ của một chuyên gia về thể hình như vậy, thì có bao nhiêu cái phương pháp dinh dưỡng ăn để giúp người ta kết hợp khi mình tập luyện á chị? Tức là chị đã đọc rất nhiều nghiên cứu rồi ấy, và chị đã nghiên cứu rất nhiều các cái chế độ khác nhau rồi, thì cuối cùng chị thấy cái mà đem lại hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe của con người là một chế độ dinh dưỡng cân bằng và đủ chất, không có cắt giảm bất cứ một cái gì cả. Ví dụ như là chế độ low carb thì giảm tinh bột này, chế độ keto thì cũng cắt giảm gần như là tối đa lượng đường này, đường tinh bột này, rồi EF intermittent fasting thì cũng là nhịn ăn gián đoạn, tức là trong một khoảng thời gian là mình cũng nhịn. Rất nhiều những cái chế độ như thế, có những chế độ thì ăn thô, mình chỉ ăn thực vật thôi chẳng hạn. Đó thì tất cả những chế độ đấy là nó đều hạn chế và không nạp vào một chất dinh dưỡng quan trọng nào đó trong tự nhiên. Thì chị thấy là chúng mình có ba chất đa lượng, gọi là ba chất dinh dưỡng quan trọng nhất cho cơ thể con người và cung cấp năng lượng cho con người, là tinh bột này, rồi chất béo này, rồi là đạm này. Tức là trong tự nhiên nó đã có ba chất đấy để nuôi dưỡng mình rồi, bây giờ mình cắt đi một cái thì kiểu gì nó cũng sẽ không tốt em. Tức là mình sống là phải thuận theo tự nhiên, chị cảm thấy như vậy. Nếu muốn giảm cân rất nhanh trong ngắn hạn thì low carb và keto chị thấy rất là hiệu quả. EF cũng rất là hiệu quả luôn. Là ba cái nào cũng hiệu quả hết. Vậy thì ba cái đó nó khác nhau như thế nào? Tại vì ba cái đó nó chung một cái quy chế, nó chung một cái quy tắc là nó đưa cơ thể vào trong trạng thái ketosis. Ví dụ nhá, low carb là mình hạn chế lượng tinh bột xuống là mức 20% trên tổng thành phần ăn. Còn keto là hạn chế tinh bột xuống dưới 10%. Nó cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà keto thì nó khắc nghiệt hơn. EF thì là nhịn ăn gián đoạn, đúng không? Mình sẽ nhịn ăn trong một khoảng thời gian dài. Trong cái khoảng thời gian đấy cơ thể nó sẽ đi vào trong trạng thái ketosis. Tóm lại là ba cái chế độ ăn này thì nó đều làm cho cơ thể của mình, chị thấy là nó bị yếu. Tuy nhiên là đấy, như em đã nói là mỗi cơ thể của một con người thì sẽ phù hợp với những cái chế độ khác nhau. Đúng là có những người mà người ta ăn chế độ ăn thô thì lại rất là hợp. Chị thì chị không khuyên là mọi người ăn theo cái chế độ đấy, thật sự là như vậy. Vì đối với chị thì cái mục đích của việc mình đi tập và ăn là để cho mình khỏe, chứ không phải là để mình bị thiếu năng lượng. Đó, những cái chế độ ăn đấy thì chị đều thấy là nó làm cho mình không đạt được 100% hiệu suất của bản thân. Nên là nó không phải là lựa chọn tối ưu á. Có thể áp dụng trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng chưa bao giờ chị khuyên mọi người là nên em hiểu rồi, em hiểu ý chị rồi. Chị hay khuyên mọi người là nếu mà có ăn low carb, mình cắt giảm bớt tinh bột đi thì mình giữ hạn chế chất béo ở mức thấp. Vì chế độ ăn mà nhiều chất béo là chế độ ăn gây ảnh hưởng có hại nhất cho sức khỏe của mình. Đó, mình giữ chất béo ở mức thấp rồi mình bổ sung thêm bằng đạm. Bằng đạm cũng từ cái gì chị? Đạm mà từ động vật, thực vật, tất cả các loại đạm luôn. Nhưng mà mình vẫn phải hạn chế cái lượng, tổng lượng calo nó thấp hơn so với cái mức mà mình cần thì mình mới giảm cân được.
Nếu như bây giờ có một người hỏi chị là làm sao để có một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp ở những cái món ăn cụ thể là cái gì, thì chị sẽ tư vấn như thế nào cho các bạn đó? Thông thường chị tư vấn cho các bạn là đầu tiên chị sẽ hỏi trước về chiều cao, cân nặng và tần suất tập luyện để chị tính được xem là tổng lượng calo của bạn là ăn bao nhiêu. Sau đó thì chị sẽ hỏi là hàng ngày thì bạn ăn gì đó, xong từ đó thì chị sẽ những cái gì gọi là cái không thể ăn được ấy, thì mình sẽ bỏ ra khỏi chế độ ăn đó. Ví dụ như là những cái đồ chiên rán ngập dầu thì là không thể chấp nhận được rồi. Nước ngọt hoặc là quá nhiều bia rượu đó thì không thể chấp nhận được và cũng khó tính calo nữa đi. Thì mình bỏ ra khỏi cái chế độ ăn, có nghĩa là em sẽ không được ăn những cái này. Còn lại những cái khác, ví dụ là cơm, thịt, rau, mì nuôi, bún, miến phở đều ăn được hết, thì mình chỉ cần thay đổi lại cái lượng, cái lượng để cho nó cân bằng thôi. Thường là mọi người hay bị ăn quá nhiều tinh bột và ít đạm nên cơ thể mọi người nó không được chắc chắn. Thì chị sẽ thay đổi lại cái tỷ lệ bằng cách là cho bạn ăn ít tinh bột đi, tăng cái lượng đạm lên, hạn chế chất béo để mình có thể ăn được lành mạnh. Thì tốt nhất là mình nên ăn những gì mà hàng ngày mình vẫn ăn, mình chỉ thay đổi cái lượng thôi. Chị thấy mình còn nên ăn tối trước khi đi ngủ ấy, ăn thật no ấy, ăn một bữa tử tế vì như thế sẽ làm cho mình ngủ ngon hơn. Chị thấy thế. Nhưng mà em lại thấy có một vài cái thông tin họ ghi là không nên ăn, tuyệt đối không nên ăn sau 5-6 giờ, tại vì ăn sau đó thì bụng mình nó sẽ tích mỡ. Cái thời gian ăn nó không quan trọng đâu ấy. Chị thấy mọi người hay nói thế ghê luôn á. Lần nào chị cũng phải trả lời đúng là rồi. Thời gian bạn ăn không quan trọng mà là tổng lượng calo bạn ăn. Ăn cái gì nó mới quan trọng á. Thì ra là như vậy. Bây giờ không, đúng là có những cái mà trước giờ mình nghĩ, mình cứ nghĩ đó là nó là chân lý, nó luôn luôn đúng. Nó là chân lý, luôn luôn đúng. Nhưng mà đúng là khi mình phải cần có một chuyên gia, một cái người mà họ hiểu rất sâu về vấn đề này, họ nói thì mới biết là thực ra là nó không phải. Có nghĩa là cũng không hẳn là mình ăn đêm là sẽ mập đúng không, mà quan trọng là mình ăn cái gì và cái đó nó có phù hợp với lại cái năng lượng mình bỏ ra trong một ngày không. Nhưng mà em nghĩ là một ngày của chị và ban ngày á, chị đã vận động rất là nhiều đúng không, mất rất là nhiều calo trong việc đi dạy nè, tập luyện các thứ, thì nói đâu nôm na là cái mà mình ăn vào ban đêm nó cũng đã được chuyển hóa hết rồi. Trong lúc mình ngủ ấy, dù mình là người vận động nhiều hay là người vận động ít thì mình cũng sẽ đốt calo. Nên mình ăn cái gì vào lúc đấy chăng nữa thì đến lúc mình ngủ 8 tiếng, 9 tiếng nó vẫn đốt. Lúc ngủ dậy lúc nào bụng mình chả đói meo. Nên là không phải là cái chuyện là chị tập nhiều hay là người khác tập ít. Tức là nếu mà bạn tập ít thì cũng không cần phải nhịn ăn vào buổi tối. Cái điều đấy nó không có một cơ sở gì hết. Bạn phải xem là bạn ăn cho tử tế cả ngày chứ không phải là cứ nhịn ăn vào buổi tối cũng chả để làm cái gì cả, xong rồi đi ngủ bụng đói. Xong rồi nó đem lại cái cảm giác tinh thần là tôi phải nhịn, bụng tôi đói, tôi ngủ không ngon ấy. Em hiểu rồi, đúng là không, thực ra là em nói chuyện cũng với rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng và những người hiểu rất sâu sắc về vận động á, họ không có quá khắt khe với cái việc ăn lắm, lúc nào họ cũng là ăn đầy đủ, phải ăn đầy đủ. Nó rất là ngược với là những quan điểm mà mọi người thường hay nghĩ về vấn đề giảm cân là phải nhịn ăn. Vậy thì trong cái quá trình chị làm coach, một người tư vấn về hình thể này, dinh dưỡng, thì có bao giờ chị gặp một cái ca khó là chị bị thất bại không? Có nghĩa là chị tư vấn không thành công hoặc là cái người đó họ nhiều không lắm, thành công? Nhiều lắm em. Phần lớn nhất là liên quan đến động lực tập của người tập, cái sự thiếu đều đặn và ổn định. Hoặc là họ, cái mục tiêu của họ nó không khớp với cả mình ấy. Ví dụ em để tìm đến chị, em muốn giảm cân thật nhanh để mặc váy cưới trong vòng 1 tháng nữa. Nhưng chị không thể làm được điều đấy cho em. Vì chị lại muốn em có một sức khỏe tốt chứ không phải là nhịn ăn để làm được những điều như thế. Em thuộc dạng thừa cân, nhìn không quá béo cũng không thon thả, do chiều cao của em hơi thấp, phần mông đùi và bụng của em lại có nhiều mỡ thừa. Sau khi xảy ra biến cố gia đình, em đã vô tình giảm được rất nhiều ký và hiện tại giữ vẫn ở 56 ký. Em có mua một cái đai la test về đeo siết eo, kết hợp gập bụng thì bụng em giảm mỡ rất rõ. Tuy nhiên em hơi sợ không biết dùng la test có ổn cho sức khỏe không và chế độ ăn như thế nào để cân đối cơ thể ạ. Bạn hỏi là dùng la test thì có tốt không? Chị thấy cái đai đấy nó quấn chặt ở quanh vùng bụng của mình. Nó chỉ có tác động từ bên ngoài thôi. Thực ra thì nó không làm ảnh hưởng gì đến cơ thể của mình cũng như là hiệu suất tập luyện của mình cả. Thì chị thấy cái đai đấy nó không có tác dụng gì nhiều lắm và cũng không có
hại cũng không có lợi gì cả. Chị thấy nó không cần thiết. Về chế độ ăn thì theo chị thì một chế độ ăn như chị đã nói là cân bằng đủ ba chất, healthy, clean, ăn đầy đủ tất cả các chất, có thêm các vitamin và khoáng chất. Nếu bạn ý muốn người bạn ý đẹp hơn thì bạn ý cần ăn clean và khống chế cái lượng calo hạn nạp vào trong ngày. Có rất nhiều bạn ấy, khi mà các bạn ấy chưa tìm hiểu gì về ăn uống ấy, các bạn đặt cho chị những câu hỏi tương tự như này, chị đều cảm thấy rất là khó để trả lời ấy. Tại vì nó đầu tiên bạn ấy cần phải biết là bạn ăn được cần ăn bao nhiêu calo đã. Sau đó bạn cần biết protein là gì, fat là gì, kép là gì đã, rồi chị mới có thể hướng dẫn được. Còn nếu không thì chị sẽ đưa một cái thục đơn chung khoảng 1.200 calo dựa trên những cái mà chị hay ăn mẫu rồi chị đưa cho các bạn thôi. Đấy là cái cách em của chị. Hiểu rồi. Dạ, câu chuyện thứ hai. Nếu cơ thể em có BMI cân đối nhưng khi đo InBody thì lại bị thừa mỡ một chút xíu, nhất là ở phần thân dưới như là mông đùi, thì em có nên áp dụng phương pháp nào để tập trung giảm mỡ phần đó hả? Vì nếu sử dụng các phương pháp ăn uống hay tập bình thường thì nó lại không phù hợp với em. Em muốn cân đối tỷ lệ cơ thể chứ không phải là giảm cân. Cái việc là mỡ trên người của mình nó tập trung vào phần nào nhiều hơn, nó là do cơ địa của mình. Ví dụ mông đùi của em to hơn so với người thì em không thể nào mà làm cho mông đùi của em nó bé lại, còn chỗ còn lại thì nó vẫn thế được. Nếu em muốn giảm mông đùi thì đồng nghĩa việc là em phải giảm cân, giảm mỡ thì toàn bộ nó sẽ nhỏ đi, mông đùi cũng sẽ nhỏ đi, nhưng tổng thể cái mông đùi nó vẫn to hơn so với cái người của mình. Nếu bây giờ muốn mông đùi hoặc là bụng của mình bé đi ấy, thì đầu tiên ấy là mình ăn ít lại và mình tập bình thường. Đó là cái quy tắc, chứ không có cái gì mà nó tập để cho mông đùi bé đi hay là cho bụng bé đi hết. Em đã hiểu ý của chị rồi. Dạ, em rất là cảm ơn ngày hôm nay đã được gặp chị để em có thể hiểu hơn được rất là nhiều kiến thức về dinh dưỡng này, về fitness. Và mình biết được là thật ra trước đây có những cái chân lý mà mình nghĩ thực ra nó lại không đúng. Dạ, thì ở phía cuối chương trình em không biết là chị có một cái lời chia sẻ nào đó gửi đến các bạn khán giả không? Mình rất mong muốn qua cái chương trình này thì có thể truyền tải được cái thông điệp đến mọi người là hãy thực sự là quan tâm đến sức khỏe của mình, ăn cho nó tốt, ăn cho đầy đủ vào, you are what you eat, và phải tập luyện hàng ngày vì chính bản thân mình chứ không phải là vì người khác. Cảm ơn chia sẻ của chị Giang Anh rất là nhiều. Và khi nói chuyện với chị thì em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình là chất lượng cuộc sống và khỏe từ bên trong nó phải là cái yếu tố đầu tiên và tiên quyết. Hy vọng là chương trình New Me đã mang lại cho các bạn những giây phút rất là thoải mái, cũng như là gợi mở ra cho các bạn rất là nhiều con đường để làm đẹp, hoặc thậm chí là một người bạn đồng hành cho những bạn về vấn đề tâm lý nè, hoặc là mắc bệnh trầm cảm, hoặc bất kỳ vấn đề gì về cuộc sống xung quanh. Và hy vọng là chương trình của chúng tôi đã mang lại cho các bạn một nguồn động lực rất là mạnh mẽ để thay đổi bản thân, make over your style, make over your life, và làm cho cuộc sống của bạn chất lượng hơn và bước lên một tầm cao mới. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Nếu mà yêu thích chương trình thì các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube CGV Cinema Việt Nam để đón chờ thêm nhiều điều thú vị nữa nhé. Còn bây giờ thì Gia Nhật Hạ và Hannah Giang Anh xin chào và hẹn gặp lại.